Nguyên Ân quan quân tin truyền lại tin tức, Đường Phu Cách thì lại nhẹ nhàng thở ra phải trở vào phòng. Nguyên Ân Huy Huy còn tại tù luyện, hắn tù luyện cũng đặc biệt chịu khó, không biết có phải hay không là bởi vì lần trước trở lại học viện xử lý khác thấy đám học trưởng bọn họ thực lực cường hãn về sau bị kích thích. Hiện tại thì bọn hắn thất quái đều đã là phong hào đấu la cấp độ thực lực, một bước một cái dấu chân tăng lên, làm Miền Vũ mang cho bọn hắn nhiều như vậy đồ tốt. Long thủy, long tính, tôi thể đại mọi người hiện tại cũng đã hết sức quen thuộc, mỗi người năng lực đều tại bị đi chiều sâu khai phá, chính mình cũng không thể lạc hậu. Đường Phu Cách một lần nữa khoanh chân ngồi xuống tiếp tục tu luyện, đột nhiên thì nàng cảm giác được, chung quanh sinh mệnh năng lượng giống như trở lên trên có chút không giống, không chỉ là nồng đậm, trong đó giống như còn nhiều ra một chút cái gì giống nhau vậy. Đến với Thiên Long Tinh Xá, Lam Hiền Vũ không có nóng lòng sử dụng thiên địa lôi kiếm tiến hành tối thể, mà là trước tiên đem những cái kia từ trên người bát tí thần ma lấy đường thần ma hạch tầm đến lấy ra ngoài, lợi dụng chính mình huyết mạch chi lực, đem bên trong hủy diệt năng lượng điều động ra tới. Hấp thu cái này một chút hủy diệt năng lượng, hắn tự nhiên là sẽ đặc biệt cẩn thận, đồng thời còn xuất ra thiên dưỡng tinh thạch, cùng với cái này một chút hủy diệt năng lượng cùng một chỗ hút vào trong cơ thể, nương tựa theo thiên dưỡng tinh thạch bên trong sinh mệnh khí tức tới trung hòa hủy diệt năng lượng phá hư tính. Nếu như chỉ là chính hắn, tại đây loại quá trình hấp thu bên trong, hắn một lần tuyệt đối không dám hấp thu quá nhiều, bảo trì cân bằng tình huống dưới, một lần hấp thu một điểm, sau đó liền phải cố gắng khu trừ chất bẩn, đem còn thừa tương đối thuần túy sinh mệnh cùng với hủy diệt năng lượng lưu lại, nương tựa theo thời không ngừng tụ kết lỗi ra lĩnh vực trợ giúp, làm đến điểm này vẫn có thể, dù sao có lúc trước chế tạo ra quang ám thần lôi kinh nghiệm, nhưng bây giờ lại không giống nhau, hắn cũng không độc thân, mặc dù Long Thiên Dưỡng không thể nào cùng hắn liên hệ, có thể là tại trong quá trình tu luyện, Long Thiên Dưỡng lại có thể lặng yên không một tiếng động trợ giúp hắn, nhất là tại Thiên Long Tinh Xá bên trong, khoảng cách gần như thế tình huống dưới. Làm Lam Miền Vũ theo thiên dưỡng tinh thạch bên trong hấp thụ sinh mệnh năng lượng thời điểm, cái này một chút sinh mệnh năng lượng giống như là sống lại, không chỉ đem thuần túy nhất sáng tạo khí tức lưu cho hắn, còn sẽ chủ động trợ giúp hắn tạo ra loại bỏ hủy diệt năng lượng bên trong chất bẩn, đồng thời bảo trì cùng hủy diệt năng lượng cân bằng. Cái này nhường Lam Miền Vũ tiết kiệm thời gian dài, có thể toàn thân toàn ý vùi đầu vào trong tu luyện. Thông qua cùng với Long Thiên Dưỡng loại kỳ hấp lấp lánh phương thức đơn giản trao đổi, hắn đã biết tin tức truyền về trở về. Nguyên Ân quan quân nhất định là có biện pháp, chỉ cần tin tức có thể truyền trả lại mục đích của mình cũng còn như là đạt đến, tiếp đó đột phá làm nặng. Hấp thu tất cả thần ma hạch tâm hủy diệt năng lượng, Lam Hiền Vũ trọn vẹn dùng 10 thời gian một ngày, cũng dùng đến 11 khối thiên dưỡng tinh thạch nhiều. Nếu để cho lòng kỵ sĩ nhóm biết hắn dùng thiên dưỡng tinh thạch tốc độ nhanh như vậy, chỉ sợ đều đau lòng hơn không hiểu nổi. Coi như là lòng kỵ sĩ cũng không có hắn xa xỉ như vậy. Bạch Tú Tú tại Lam Hiền Vũ bên người tu luyện, cũng theo thiên dưỡng tinh thạch bên trong đạt được không ít chỗ tốt, chính nàng cũng thay trong sử dụng một khối thiên dưỡng tinh thạch tu luyện, mà tu luyện 11 ngày, nàng khối kia thiên dưỡng tinh thạch còn quanh thải ra lấp lánh đấy, rõ ràng Lam Hiền Vũ tiêu hào lớn đến bao nhiêu, một chút là lãng phí nhiều. Long Thiên Dưỡng sử dụng giúp đỡ này cho hắn ít nhất là hiện tại xem ra là không để lại dư lực, không tiếc tiêu hao thiên dưỡng tinh thạch bên trong đại bộ phận năng lượng, chỉ để lại thuần túy nhất cái kia một bộ phận mang theo sáng tạo khí tức năng lượng cùng hủy diệt chi lực lẫn nhau giao hòa, lẫn nhau cân bằng, đi đến cùng tồn tại cộng sinh trạng thái. Cái này 11 ngày tu luyện xuống tới, Lam Hiền Vũ tự thân tu vi không có tiến thêm, nhưng ở trong đan điền của hắn, một cái hắc bạch song sắc tiền cầu này cũng đã tạo thành. Nhìn qua thể tích của tiểu cầu này giống như là long hạch không xê xích bao nhiêu, nội bộ 10 phần ổn định. Lam Hiền Vũ đã không có cách nào điều động bộ phận này sáng tạo của mỗi hủy diệt chi lực, đây không phải là hắn hiện tại có thể trường khống năng lực, thế nhưng hắn lại có thể thông qua cái này tiểu cầu bên trong phóng thích ra khí thức áp chế tu vi của mình, đồng thời theo bên trong cảm ngộ thiên địa pháp tăng chi lý, mà cái sau mới là hắn cần có nhất, cũng là trọng yếu nhất. Hoàn thành cái này tiểu cầu ngừng tụ về sau, Lam Hiền Vũ tinh thần ý chí triệt để đắm chìm trong đó, bắt đầu bế quan, ngay cả chính hắn cũng không biết, hắn lấy bế quan lần này thời gian vậy mà lại như thế nào chiều dài, đến mức bên ngoài xảy ra chuyện gì hắn cũng căn bản không biết.
Bạch Tố Tú làm bạn ở bên cạnh hắn, hai người liền lưu lại tại trong Thiên Long Tinh Xá ở bên trong, không để ý đến chuyện bên ngoài. Chẳng qua là tu luyện, minh tưởng, làm nhiệm vụ cũng không có nhường lòng thiên dưỡng theo đồng bạn bên kia mang tin tức gì trở về. Này không an toàn, nhất định là tình trọng yếu là chuyển trả lại. Dùng hắn tu vị hiện tại, căn bản cái gì đều không làm được, chỉ có thể là liên bang phương diện chính mình quyết định ứng đối ra sao. Hắn hiện tại đang bảo vệ tốt chính mình, cái này thân phận mới là trọng yếu nhất. Thế này, lần này bế quan trực tiếp đi qua là 100 ngày, Thiên Long Tinh biến trên 100 ngày. Bạch Tố Tú nhìn ngoài cửa sổ, ánh mắt có một chút mông lung. Cái này thời gian mấy tháng là nàng từ lúc chào đời tới nay qua là bình tĩnh nhất. Tuyệt đại đa số thời điểm đều đắm chìm trong minh tưởng cùng trong tu luyện. Tại Lam Miền Vũ bên người, nàng đến tu vi tiến bộ rất nhanh, hiện tại đã đến gần như phổ pháp áp chế trình độ. Tùy thời đều phải càng tiến lòng, để tránh ra một cái động tác tinh tế đều sẽ dẫn đến chính mình đột phá. Tu luyện tới loại trình độ này, nương tựa theo thiền dưỡng tinh thành trợ giúp, nàng kỳ thật đã có khả năng chính mình đột phá. Nhưng nàng vẫn luôn luôn nhớ kỹ Lam Miên Vũ nói, hắn trước đột phá lại giúp chính mình đột phá, cho nên thì nàng nghĩ hết biện pháp áp chế tu vi của mình, không có bước ra cái kia một bước cuối cùng. Tuy đẹp phong cảnh, xem 100 ngày vẫn là 36 giờ một ngày dài đằng đẵng 100 ngày cũng có một chút nhàm chán. Bên ngoài xảy ra chuyện gì, Bạch Tố Tú không có chút nào rõ ràng. Thiên Long Tinh Xá bên trong thủy chung đều là 10 phần bình tĩnh, cũng không có người tới quấy rầy bọn hắn. Mỗi ngày đều sẽ có người chuyển đưa tới năng lực cực kỳ nồng nặc hoa quả cung cấp cho bọn hắn. Có điều cái này 100 ngày đến ăn cũng chính là Bạch Tố Tú một người. Lam Miên Vũ một mực tại minh tưởng, hắn đang hấp thu 11 khối thiên dưỡng tinh thạch về sau, cũng không có tái sử dụng thiên dưỡng tinh thạch, trực tiếp liền tiến vào trong chiều sâu minh tưởng bên trong. Bạch Tố Tú mỗi lần khi tỉnh lại, thấy đều là hắn tại tiếp tục minh tưởng, cũng chưa từng ăn qua bất kỳ vật gì, chưa từng di động. Hắn trên người tàn phát ra khí tức giống như vẫn luôn luôn đang yên lặng biến hóa, thay đổi một cách vô chỉ vô giác ở giữa. Nàng có thể mơ hồ cảm giác được Lam Miên Vũ đang trở lên trên khác biệt. Một loại kỳ diệu pháp tắc này gọn sóng, ở trên người của hắn như ẩn như hiện biến hóa, cái kia là phi thường biến hóa rất nhỏ, có thể như trước thì chung tồn tại. Theo ở bên ngoài xem, hắn cũng trước đó một dạng, nhưng tại Bạch Tố Tú cảm giác bên trong, hắn tại Thủy Biến đang ở trải qua lần một lần rất có thể là hắn từ lúc chào đời tới nay trọng yếu nhất một lần Thủy Biến. Bên ngoài đến tuột cùng là thế nào? Đi qua nhiều ngày như vậy, Long Mã Liên Bang có hay không đã thuận lợi thành lập? Đố La Liên Bang đối với Long Mã Liên Bang thành lập sẽ phản ứng như thế nào? Có dạng gì ứng đối? Hết thảy cũng không biết. Thâm Hồng Chi Mẫu tình huống cũng không rõ ràng, Long Mã Liên Bang thành lập có hay không nhận lấy cái này nàng cản trở đây. Lúc vừa mới bắt đầu, Bạch Tố Tú sẽ còn thường xuyên đi suy nghĩ những vấn đề này, mà thời gian dài, nàng ngược lại cũng là không thèm nghĩ nữa. Càng nhiều thời điểm nhìn ngoài cửa sổ nàng đều tại chạy không chính mình, hắn thuế biến liền phải là hoàn thành, chính mình cũng là như vậy. Nàng luôn luôn cảm thấy làm tu vi của mình sắp vô pháp áp chế thời điểm, phảng phất có đồ vật gì đó muốn theo trong cơ thể của mình triệt để phóng xuất ra giống nhau, là thần thức phóng thích sao, từ đó để cho chính mình trở lên trên càng thêm cường đại, bước ra trước mặt tầng cấp. Không có quá nhiều suy nghĩ, chỉ cần cùng với hắn một chỗ liền tốt, không biết vì cái gì. Nhìn xem hắn mỗi một ngày trưởng thành, Bạch Tố Tú luôn luôn có một loại sắp chứng kiến kỳ tích cảm giác. Từng có lúc năm đó bọn hắn mới vừa xuôi vừa quen thời điểm, thực lực của hắn còn kém xa chính mình, thậm chí tốc độ tu luyện đều là như vậy thong thả. Nhưng lúc đó nàng cũng có chút cảm thấy, Nana lão sư là yêu chuộng gia hỏa này. Sau này mới hiểu được, đến tiếp sau cái kia chính là liên hệ máu mủ đi. Nghĩ đến huyết thống, nàng lại không tự giác nhớ tới cha mẹ của mình. Tất cả những thứ này trải qua thật sự chính là quá mức hư ảo. Nhưng may mắn có hắn, cùng với hắn một chỗ thời điểm, chính mình là tổng có thể cảm nhận được hạnh phúc. Liên hào hào trông coi hắn đi, cho dù là trò xa hỏa này đang ngồi ở sông. Nghĩ đến đây nàng liền có một chút giận không chỗ phát tiết. Hứ, dựa vào cái gì mà ta liền muốn làm tọa lòng của ngươi, thật là xấu xa. Có điều lần này Thượng Quang Long kỵ sĩ nói ngự long thuật lại là chuyện gì xảy ra đây? Không phải là Mặc Khủng Long kỵ sĩ lại kia tàn nhẫn cùng với tọa lòng kết nối chi pháp đi? Hứ, hắn khẳng định là không bỏ được. Đang ở Bạch Tố Tú suy nghĩ lung tung thời điểm, đột nhiên thì một loại không hiểu dẫn dắt xa kéo túm lấy ánh mắt của nàng, nhìn về phía cái kia đã ở nơi đó ngồi sòng sáng 100 ngày xa hỏa.
Một vệt ánh sáng lộng lẫy kỳ dị từ trên người của hắn chậm rãi nhộn nhạo lên, đó là một loại đặc thù khí tức, làm cho loại khí tức này xuất hiện trong nháy mắt, cả người của hắn thân thể phảng phất đều phải biến đổi đến mức thông thấu, đó là một loại kỳ diệu, trong xuân chất cảm, phảng phất là cả người bên trong phút chốc này sinh ra thăng hoa. Tại đây một cái chớp mắt, Bạch Tú Tú chỉ cảm thấy bên trên người gia hỏa này đột nhiên trở lên trên không đồng dạng, lan ra óng ánh sáng long lanh, phảng phất là muốn trong suốt như vậy, trong thân thể giống như có cái gì đó xao động đồ vật đang ở dục dịch, đó là một loại làm nàng xuất phát từ trong nội tâm run rẩy khí tức. Đúng vào lúc này, Bạch Tú Tú đột nhiên run sợ phát hiện, sắc trời bên ngoài tối xuống dưới, nàng ban đầu ngay tại bên cửa sổ, lập tức ngẩng đầu hướng về ngoài cửa sổ bầu trời nhìn lại, bầu trời không biết lúc nào đã kinh biến đến mức âm trầm xuống, đen kịt không nói sao được đè nén, đó đã không phải là mây đen,